Thì tiếp tục thì cái video này mình sẽ chia sẻ với anh em về cái phương diện tả ý với tả thực. Thì trước ấy, thì mình cũng đã có làm một cái video. Mình có làm một cái video về tả ý với tả thực. Nhưng mà mình cảm giác là mình có đăng lên nhưng mà mình thấy nó rất là khó hiểu. Gọi là cái cảm thụ ấy, thì tất nhiên thì mình minh bạch mình rõ, nhưng mà khi mà mình chia sẻ ra với anh em ấy thì có thể là anh em nghe nó sẽ khó hiểu nên mình xóa cái video đấy đấy. Nên mà nó cũng có một cái điều rất là đặc biệt về cái phương diện tả ý ấy, với tả thực ấy. Đó, mình nói về cái tả ý tại vì cái như ở mình đây thì đa phần người ta họ làm về cái phương diện tả ý, mà tả ý như thế nào rồi tả thực như thế nào thì nó là hai cái phương diện nó khác nhau. Mà như mình chia sẻ đấy, mình đã đăng một cái video nhưng mà mình thấy nó khó quá. Nó khó là tại vì cái bản thân mình đây cũng đang trong cái quá trình là đang nâng cao cái trình độ tay nghề, nó cũng cần có cái thời gian cảm thụ với lại là đi lên. Nên khi mà mình mà càng đi lên ấy, tay nghề mình càng phát triển, mình càng cảm thụ nhiều hơn về cái phương diện mà nghệ thuật tả ý ấy, thì nó lại rõ ràng, nó rõ ràng hơn. Thì trước mình xóa video đấy, sợ là anh em xem mà không 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 hiểu, hoặc là có hiểu nhưng mà nó cũng không có rõ ràng. Nên đây là bây giờ thì mình cũng đã có nhiều cái nhận thức nó mới mẻ hơn, thì cũng muốn lấy ra để chia sẻ với anh em. Thì trước hết thì nói về phương diện tả ý đi. Thì những cái phương diện tả ý ấy, thì nó xuất nguồn như thế nào, và trong cái nghệ thuật mà tả ý ấy, thì nó có ý nghĩa, nó có cái đặc thù gì. Thì trước hết thì mình nói về cái xuất nguồn của tả ý. Thì về cái phương diện mà nghệ thuật điêu khắc tả ý ấy, thì nó xuất hiện ban đầu tiên ấy, cái mục đích của nó ấy, là xuất nguồn từ những người tu luyện. Có nghĩa là cái phương diện tả ý của người Đông Á mình ấy, đấy, mà như người Việt mình này hay là người Trung Quốc đấy, hay là người nói chung là vùng Đông Á mà đúng không? Vùng Đông Á thì nó xuất nguồn đầu tiên nhất ấy, thì nó là từ những người ấy, tu luyện. Nó gọi là văn hóa thần truyền. Thì cái đây ấy mình nói nó có thể là anh em có thể là có gọi là văn hóa thần truyền hay là như người tu luyện ấy, nó có thể hơi mới mẻ. Nhưng mà ấy, chính xác nó là xuất nguồn từ những người mà tín ngưỡng tâm linh, tín ngưỡng thần Phật đấy. Nó xuất nguồn nó, cái mục đích của nó ấy là ngày xưa là kiểu như là trong quá khứ ấy, thì rất là nhiều người tu luyện. Thì trong quá khứ thì có rất là nhiều người tu luyện, thì họ muốn đục ra những cái tác phẩm như thần Phật đấy. Những cái tác phẩm mà ví dụ như mình lấy ví dụ như có rất là nhiều những cái tác phẩm mà như là hang hang động mạch cao ở bên Trung Quốc ấy, ở cái tỉnh nào thì mình cũng không mình quên rồi, nhưng mà có rất là nhiều tượng Phật ở trong những cái hang động đấy. Thì nó được được những cái người ngợi nhân ngày xưa đấy, gọi là những người mà tu luyện ngày xưa đấy, họ đục trong cái hang động mạch cao rất là nhiều tượng Phật. Đấy là một cái quần thở hang động rất là lớn khổng lồ đấy, mà được mà con người ta mà đây phát hiện mà vẫn còn tồn tại rất là nhiều tượng Phật đấy, rất là nhiều thời kỳ chứ không phải là được đục trong một thời kỳ, mà nó đã được đục là tầm khoảng vài ngàn năm trước rồi. Thì về cái kết cấu về tỷ lệ ấy, thì nó có một cái đặc thù ấy, thì như mình nói đấy, tại vì chính vì ấy, những người tu luyện họ đục, họ đa phần là thể hiện về ý, gọi là tự ý, họ muốn đục cái tâm của họ như thế nào đấy thì họ đục ra.
nên tất nhiên về cái phương diện mà gọi là kết cấu tỷ lệ ấy, thì nó không được chuẩn, nó không được chuẩn xác, mà đa phần người ta họ dùng tâm để mà họ đục ra đấy, nên tự nhiên là có thể là mình nhìn những cái tác phẩm mà gọi là nếu mà anh em mà có thể là các bạn mà chú ý những cái tác phẩm mà ngày xưa ấy, những cái tượng Phật mà tạc trên vách núi vách đá, thì mình nhìn mình cảm giác là nó mình khi mà mình nhìn vô thì tự nhiên là cái tâm của mình đấy nó rất là nhẹ nhàng. Mà mình nhìn cái tác phẩm tuy là nó không có được đẹp, không cái tỷ lệ rồi nó không có cân đối cân xứng, nhưng mà mình nhìn vô mình lại thấy được cái gọi là cái nội hàm đấy, cái hàm ý mà cái người mà họ đục ra cái tác phẩm đấy, mình có thể nhìn ra được cái nét, gọi không phải là cái nét mà tự nhiên mình lại cảm giác được nó như là có một cái vị Phật đấy, hay là mình có thể cảm nhận được cái sự mà gọi là thiện lành từ bi trong những cái tác phẩm đấy, thì đấy là nó gọi là tả ý. Tả ý nó có cái mục đích như vậy. Thì như anh em thấy những cái tác phẩm mà cổ đấy, đấy ở đây ấy, thì mình hay lấy những cái tác phẩm của Trung Quốc để làm ví dụ, tại vì ấy, không phải là mình đang là quảng bá cái văn hóa của người Trung Quốc, nhưng mà đúng thực chất là cái văn hóa Trung Quốc nó ảnh hưởng đến vùng Đông Á mình rất là mạnh mẽ, có thể nói là rất là mạnh mẽ, nên khi lấy ví dụ ấy, thì đa phần ấy, thì mình lấy ví dụ về Trung Quốc chứ không phải là mình đang quảng bá cái văn hóa của họ, nhưng mà cái văn hóa của họ ấy, thì nó lại là đồng thời ấy, nó ảnh hưởng rất là mạnh mẽ. Rồi bây giờ biết lấy cái gì mà lấy ví dụ ở mình ấy, thì nếu mà lấy ví dụ thì nếu mà có thì anh em có thể cho mình một vài những cái tượng hay là những bức tranh của người Việt, thì mình cũng có thể là hay là mình nói về những cái bức tranh đồng hồ của Việt Nam ấy, đúng không? Đấy đấy thì các bạn thấy đấy, khi mà cái người họa sĩ ngày xưa họ vẽ đấy, thì đa phần họ cũng không vẽ gì à. Cái gọi là giống như người thiệt, đúng không? Họ vẽ không có giống như người thiệt, chỉ có là ở tớ mà cái thời kỳ mà cận đại ấy, cái thời kỳ mà gọi là Pháp ấy, thời kỳ khi mà người Pháp họ họ chiếm Việt Nam mình ấy, thì lúc đấy là mới du nhập vào cái gọi là cái nghệ thuật đấy, cái nghệ thuật mà vẽ mà tả thực đấy của châu Âu đấy, họ du nhập vào mình. Thì như những cái bức tranh cổ mà không phải là cổ mà những cái bức tranh mà nay vẫn còn lưu giữ lại ấy, thì mình có thể thấy được cái thời kỳ đấy thì mới bắt đầu là người ta học vẽ những cái tác phẩm là nó gọi là tả thực, là vẽ giống y si là người thiệt đấy, đúng không? Thì lúc đấy là cái văn hóa bên phương Tây họ mới du nhập vô mình, còn mà trước đấy ấy, thì đa phần là về tả ý. Mà như mình nói đấy, tà ý nó xuất nguồn đầu tiên là về tín ngưỡng, là những người tu liền họ dùng cái tâm mình để làm ra những cái tác phẩm đấy. Đấy, nên nó không có gọi là họ không có chú trọng vô cái kết cấu về tỷ lệ như ở là phương Tây, nên cái vấn đề này ấy, thì trước kia ấy, thì khi mà mình làm mình cũng rất là mâu thuẫn, tại vì một phần ấy, thì mình cũng nghe về tà ý tà thực, tà thực thì nhìn thì biết rồi, tả thực thì nhìn nó phải nói là về cái kết cấu tỷ lệ hay là cái độ chuẩn xác nó phi thường, nó phi thường là chuẩn, nó như là mấy hình mình chụp lại đấy, đúng không? Thì còn bây giờ tả ý thì mình không có cảm thụ nó rõ ràng lắm, thì trong cái quá trình mà mình làm việc ấy thì mình cũng có gặp khó khăn ở cái phương diện đấy. Khi mà bên mình mà tả bây giờ tả ý mà mình làm ấy, thì muốn đẹp ấy, thì càng ngày như mình thấy một số nghệ nhân ở mình đấy họ làm càng ngày ấy, thì từ cái tả ý ấy, nó chỉ giữ gọi là cái gọi là dáng thớ, thì giờ còn tả ý cái dáng thớ đấy, phiêu ấy, hay là những ông đạo, những ông Phật ngồi ấy, thì nó vẫn giữ lại được cái gọi là tả ý, nhưng mà giờ cái phương diện mà gọi là vẽ hay là đục ra cái khuôn mặt ấy, thì dần dần ấy, nó ảnh hưởng
bỏ cái tả thực đấy. Thì cái điều này ấy, thì trước ấy, thì mình cũng có cảm nhận, mình đục ấy, mình cũng cố gắng mình bắt chước, mình đục hơn hơn gọi là cái nét nó đi sâu vô tả thực một chút, nhưng mà cuối cùng ấy thì nó làm cho mình bị khó, nó làm cho mình bị khó ở chỗ đấy, gọi là không biết định hướng như thế nào. Thì càng về sâu ấy thì cái tay ngơ mình ấy, nó nhỉnh hơn lên chút, nhỉnh hơn lên chút ấy, thì mình lại cảm thụ, mình mới hiểu được cái tả ý nó như thế nào. Đấy, tả ý thực tế ấy, thì nó đấy như mình nói đấy, nó phải là dùng tâm, thiệt sự là dùng cái tâm mình để mà mình có thể tạo ra những cái tác phẩm nó thuần thiện thuần mỹ. Đấy, như là cái vẻ đẹp của cái tác phẩm mà mình muốn thể hiện ra cho người ta họ xem đấy. Đấy, ví dụ như mình làm giờ tượng Phật thì cái tâm của mình như trước mình cũng nói, trước mình chia sẻ nhưng mà mình bỏ video đấy không đấy, thì mình nói khi mình làm giờ tượng tâm linh đấy thì đa phần là mình dùng cái tâm, muốn cái khuôn mặt của vị Phật mà mình muốn thể hiện đấy thiện, thì cái tâm mình ấy nó không thể nào mà bắt chước được. Nếu mà bắt chước ấy, thì nó gọi là cái tâm mình mà nó không thiện ấy thì nó khó thể hiện ra cái khuôn mặt Phật mà thiện lắm. Cái điều này nó có thể là giờ gọi là bắt hình đấy, thì mình nhìn thì nó vẫn đẹp. Ví dụ như giờ anh em thấy như tả ý ấy, tả thực, tí nữa mình chia sẻ giờ tả thực sâu. Như khi mà mình làm mình thấy là nếu mà cái tâm mình mà nó loạn, nó suy nghĩ lung tung ấy, thì mình đột cái khuôn mặt ấy nó không có đẹp, cũng không có cái gọi là không có cái nét thiện. Nhưng mà khi cái tâm mình ấy, mà khi mà mình làm mình nhập tâm vào cái tác phẩm mà mình làm, mình muốn thể hiện là cái tác phẩm như mình hay đọc ngài Sư Tô Đạt Ma đấy, mình muốn thể hiện khuôn mặt ngài ấy, gọi là từ bi ấy, khuôn mặt mà không có một cái suy nghĩ gì hết, có nghĩa là ông danh là tình đấy đã vứt hết, thì lúc đấy khuôn mặt ông nó rất là khôn thai, rất là đẹp, mình nhìn vô mình có thể cảm nhận được đấy. Nhưng mà nếu mà mình mà suy nghĩ mà nó phức tạp lên, mình suy nghĩ về cái chuyện tiền bạc, hay là mình suy nghĩ về cái những cái khó khăn trong cái cuộc sống ấy, thì tự nhiên khi mà mình làm cái khuôn mặt ấy nó ra là nó hơi giống cái suy nghĩ của mình, thì khi mà mình làm mình hay sửa lại, mình sửa rất là nhiều lần, nhưng mà gọi là nó bị hơi khập khiễng lắm, nó khập khiễng tả ý với tả thực ấy, nếu mà nó lẫn lộn vào thì khó thể hiện lắm. Nên đây là anh em mới mới có thấy rõ một cái đặc điểm này này. Những cái tượng Phật ở bên làm ấy, ngay cả những tượng Phật mà cổ đúng không, những cái bức tranh đấy, thì anh em có thể thấy rõ là về cái khuôn mặt, cái kết cấu khuôn mặt ấy, nó không phải là cần phải là giống như người thiệt, nó chỉ thể hiện vài cái đường nét đấy, nhưng mà nó tốt lên được cái vẻ mà thánh thiện, cái vẻ từ bi của cái vị Phật đấy, hay là vị Bồ Tát đấy. Đấy, đấy là một cái gọi là cái đặc điểm nó rất là thú vị đấy, nó tả ý nó như vậy. Hay là những cái tác phẩm như là tranh cổ đấy, tranh cổ của Trung Quốc ấy, thì anh em có thể thấy rõ ấy, thì họ vẽ về những cái nhân vật mà lịch sử ngày xưa đấy, thì họ vẽ chỉ là những cái đường nét nó thể hiện lên cái gọi là quân tử, hoặc là nghĩa khí, cặp mắt ấy, thì mày ngài mày phượng rồi gì đấy đúng không, rồi cái tướng đứng thì lúc nào cũng ngực ấy, thì ưỡn ra, tướng đứng rất là bờ vợ, chứ nó không có cần phải là chuẩn xác về cái tỷ lệ hay là kết cấu, mà nó lại thể hiện được cái nét đặc trưng của vùng Đông Á, thì đấy là tả ý. Còn bây giờ ấy, thì nói về tả thực đi, nói về tả thực một tí, thì
về cái phương diện tả thực ấy, thì thực chất nó cũng là về cái phương diện tả thực ấy, thì như bên châu Âu thì họ lại đi theo một cái con đường khác, có thể nói là đấy hoàn toàn là cũng là cái văn hóa gì gọi là thần truyền. Những cái người mà cái này chắc cũng không cần phải đi sâu vô, nếu mà đi sâu vô về cái phương diện mà những người mà tu luyện ngày xưa ấy, thì những người mà tu luyện mà họ vẽ những cái tác phẩm này như đây ấy, thì nó cũng không cần thiết. Thì ở đây mình chỉ chia sẻ về cái tả thực đó, thì thực tế tả thực đấy nó yêu cầu là cái độ chuẩn xác phi thường, gọi là càng chuẩn xác thì càng càng đẹp, họ chú ý tới từng chi tiết đấy. Ví dụ như về thông thở tay chân ấy, về phương diện tay chân, bàn tay đúng không, bàn tay này, những cái nếp nhăn hay là những cái đốt xương họ đều chú ý, có nghĩa là họ chú ý tới mức độ mà có nghĩa là họ chú trọng vô gọi là kỹ thuật cao, gọi là cái kỹ thuật của họ ấy, họ đưa vô họ đẩy lên, có nghĩa là nó phải càng giống ngồi thực tế thì càng tốt. Nên cái từ tả thực ấy nó cũng có thể thể hiện được cái vấn đề đấy, họ không cần phải phải là tả gì là cái gọi là như cái phương diện tả ý của vùng Đông Á mình đúng không, họ không cần phải thể hiện ra là cái khuôn mặt là phải là từ bi hay là thiện cảm hay là như nào đấy, mà họ chỉ cần ấy càng đúng thực tế thì càng tốt đấy. Nhưng mà cái điều này không phải là nói là đơn giản, có nhiều người nay họ cứ suy nghĩ là nếu mà giống quá vậy thì chụp hình cho nó nhanh, chụp hình cho nó nhanh và cần chi vẽ chi cho nó mất công mất thời gian. Không phải, tất nhiên ấy thì chụp hình thì nhanh, nhưng mà gọi là cái những cái kỹ thuật mà con người có thể tạo ra và mỹ thuật mà có thể là vẽ giống y sự thiệt đấy, cái kỹ thuật của họ phải đẩy lên tới một cái mức độ nào đấy, có thể nói là phi thường, thì đấy là mình có thể biết là cái khả năng của con người ấy, thì thông qua nỗ lực của bản thân mà có thể là rèn luyện ra những cái kỹ thuật cao siêu như vậy. Thì đấy không gọi là thiên tài thì gọi là gì, đúng không? Nên đây là giờ cái tả thuật ấy nó cũng gọi là đi một cái hướng nó khác với bên tả ý của mình, nó khác bên tả ý, nhưng mà nó lại đi theo một cái hướng ấy rất là phi thường, nó y như là theo cái kiểu là gọi là cái văn hóa vậy, cái văn hóa nó khác nhau, thì tự nhiên ấy thì nó lại định hướng ra theo một cái con đường khác nhau, họ muốn nó hoàn mỹ tới mức độ mà những cái biểu cảm trên cơ thể hay là trên cái khuôn mặt ấy, biểu cảm tới mức độ mà họ có thể vẽ ra được từng lớp vẽ khung xương, rồi vẽ tới là cái cơ thịt, rồi tới gân, rồi mới tới cái da của con người đấy, tới cái mức độ như vậy, có nghĩa là họ đi từng lớp từng lớp từng lớp, cái kỹ thuật mà tới mức độ như vậy. Cho nên mình không phải là mình nói nếu mà nó cực đoan thì nó không phải, nhưng mà có nghĩa là cái kỹ thuật chân chính, gọi là những cái kỹ thuật, những cái gọi là cái nghệ thuật chân chính mà họ muốn đẩy cái kỹ xảo kỹ thuật đấy nó lên tới cái trình độ ấy, mà phải nói là có thể là không thể nào mà mình có thể hình dung được đấy là con người có thể mà vẽ ra được đúng không? Đấy bây giờ như cái bức tranh mà nàng mua mua Naliya đấy, của ông Da Vinci đấy, của tác giả Da Vinci, Leonardo Da Vinci đấy. Đấy thì bây giờ mà người ta họ có rất là nhiều nghiên cứu về cái bức tranh đấy, mà người ta có thể hình như là có chụp X quang hay là làm cái gì đấy mà thấy luôn cái khung xương, mà người ta có thể biết được là cái bức tranh đấy bị rụng ra. Thì mình
Trước là mình có đọc một cái bài như là có có một cái bài đấy nói là cái nàng Mona Lisa đấy là cả rùng một cái răng đấy, tới mức độ đấy. Có nghĩa là cái kết cấu mà ý mình nói ấy, là giờ cái tả thực ấy thì họ chú trọng vô cái phương diện là có nghĩa là càng giống thực càng tốt, mà đôi khi ấy, nó còn có những cái màu sắc ấy, như những cái bức tranh cổ tại các nhà thờ lớn ở bên Pháp, à, bên châu Âu đấy, có những cái màu sắc, những cái bức tranh họ vẽ những màu sắc ấy, mà phải nói là nó phi thường là tinh tế, phi thường đẹp. Họ họ chọn họ làm sao đấy mà ra những cái màu nó rất là đẹp. Thì mình nói cũng không rõ ràng, nhưng mà hai cái phương diện mình ở đây mình muốn chia sẻ với anh em ấy là về tả ý và tả thực ấy, nó đi hai đường khác nhau. Đi hai hai đường khác nhau. Bên tả ý của mình đấy thì nó thiên về nội hàm. Đấy là về cái tâm. Mình tả ý ở trong lột tả trong cái tác phẩm đấy, nó có thể là khi mà người xem ấy họ có thể cảm nhận được cái thương thiện thương mỹ trong cái tác phẩm đấy, trong bức tranh hay là trong cái tượng đấy, thì người xem họ có thể cảm nhận được cái ý mà người thợ họ truyền tải vô cái tác phẩm. Còn bên tả thực ấy thì nó càng giống, có nghĩa là người bên ngoài sao đưa vô bức tranh họ vẽ giống cái gì vậy, từng cái biểu cảm đấy, từng cái biểu cảm, từng cái nếp nhăn đấy, thì nó càng giống. Thì ở trong cái phương diện về tả thực nó là gọi là đỉnh cao ở cái phương diện đấy, đấy. Còn về cái mà gọi là cái gì, cái nghệ thuật gì, cái nghệ thuật gì mà vẽ lung tung sờ bèn, mắt mũi lộn sờ ngầu, cái nghệ thuật gì đấy, trừu tượng hả? Không, trừu tượng, nhưng mà đúng rồi, về cái phương diện nghệ thuật đấy thì đối với mình ấy, thì mình nghĩ là nó chỉ là gọi là cái sự biến dị đấy, nó chỉ là xuất hiện, gọi là nó chỉ thể hiện. Mình thấy có những cái tác phẩm mà ngay cả của những cái họa sĩ rất là nổi tiếng mà họ còn lưu giữ tới hiện giờ đấy, họ bị tai mắt mũi miệng con chó con mèo hay là những cái vật dụng mà nó lẫn lộn vô nhau đấy, hay là những cái bức tranh mà nó thể hiện lên cái cũng là cái tâm của cái người nghệ sĩ đấy, nhưng mà cái thể hiện đấy ấy, nếu mà nói về cái phương diện mà nói về tâm ấy thì tất nhiên là cả tâm tốt tâm xấu đấy. Trong tâm con người ta mà nó có là Phật tính như ma tính ấy, mình nói như theo kiểu mà tâm tâm linh tín ngưỡng ở bên Phật giáo mình đấy, thì tâm con người nó có ma tính với lại Phật tính. Phật tính ấy thì là thiện, còn ma tính ấy thì những cái thứ về dục vọng. Thì cái nghệ thuật đấy ấy, thì nó thiên về như mình ấy, cái nhận thức riêng của bản thân mình ấy, thì cái nghệ thuật đấy nó đi về cái mảng ma tính. Có nghĩa là những cái gì mà trong nội tâm nó lộn xộn đấy, chứng tỏ nó thể hiện trong cái tác phẩm đấy, nó cũng lộn xộn sơ ngầu, nó không có ra cái gì hết, nhưng mà lại là thành nổi tiếng, nó lại thành một cái mảng mà ngày nay người ta họ cũng áp dụng rất là nhiều, họ vẽ ngột ngạt lên, họ quăng mực quăng đồ lung tung, họ kêu nghệ thuật. Thì không biết đấy là nghệ thuật gì, thực tế nó chỉ là gọi là đỡ cho cái tâm mình ấy, dẫn dắt đấy, trong tâm mình nó chất chứa những cái gì đấy thì người ta nó thể hiện ra, nhưng mà tâm con người ấy thì cơ bản nó chỉ có là không Phật tính thì là ma tính thôi, nó chỉ có hai cái đường đấy. Đỡ mà cái tâm mình có thể mà trụy lạc ấy, hưởng thụ hay là một cái gì đấy mà nó quá mức ấy, thì nó thiên về dục. Nên mình nghĩ giờ cái thể loại hình nghệ thuật đấy thì nó không tốt, nó không tốt. Còn mà chân chính ấy thì đối với mình ấy thì nó chỉ có là tả ý của mình, cái phương đông của mình ấy, với lại là tả thực những cái mà chân chính ấy, gọi là những cái mà chân chính, gọi là cái nghệ thuật mà ở cái lịch sử hiện giờ mà được truyền xuất ra ấy, thì hai cái phương diện đấy rất là chân chính.
Thì đây cũng chỉ là cái nhận thức cá nhân của mình thông qua tìm hiểu với lại là trong cái quá trình mà mình làm việc đấy, thì biết gì thì mình cũng chia sẻ một ít ra để cho anh em tham khảo. Nó cũng chỉ là có cái tác dụng là tham khảo chứ cũng không phải là đỡ mà xô đổ đánh đổ hay là đỡ hơn thua gì với ai hết. Nên khi mà anh em xem ấy thì có thể là tích góp được một chút những cái kinh nghiệm gì đấy từ chia sẻ của mình đấy. Thì ok, còn nếu mà anh em cảm giác mà nó không đồng tình ấy thì cũng xem như là một cái gọi là một cái câu một cái vấn đề để mà mình có thể tham khảo với nhau. Chào anh em.